Sapa TV là một hệ sinh thái mạng xã hội do Hải Sapa TV, Vũ Hoàng Hải, sống tại Lào Cai, làm chủ. Thời gian qua, Vũ Hoàng Hải thường xuyên chia sẻ những video quảng bá hình ảnh, ẩm thực, con người của núi rừng Tây Bắc. Những video của Hải Sapa TV thu hút rất đông người xem. Riêng kênh YouTube Sapa TV cũng đã có 1,7 triệu người đăng ký. Mặc dù nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng, tuy nhiên, kênh Sapa TV cũng từng nhận mưa gạch đá khi đăng tải video có nội dung không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Đơn cử như vào năm 2020, kênh YouTube Sapa TV đăng tải video mô tả cảnh ăn cá gắn mác là của đồng bào người Thái. Ngay sau khi video được đăng tải, một làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người đồng bào dân tộc Thái đã nổi lên. Bên dưới video do Sapa TV đăng tải, đa phần là những ý kiến chỉ trích hành vi xuyên tạc và có tính xúc phạm tới văn hóa, ẩm thực truyền thống của người Thái. Nhiều người thậm chí còn tuyên bố sẽ bỏ theo dõi kênh Sapa TV. Chưa rút được kinh nghiệm sau sự cố này, mới đây, kênh TikTok Sapa TV tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ video Hải Sapa TV ăn kỳ tôm, hay còn gọi với tên khác là rồng đất, một loài động vật có trong sách đỏ của Việt Nam. Hiện video này đang có hơn 600.000 lượt xem. Trong video, Hải Sapa TV cùng một số người bạn vô tư ăn uống và có những lời bình phẩm có cánh về món thịt kỳ tôm. Theo như nội dung video thì những con kỳ tôm này được một hộ nuôi và bán cho nhà hàng. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của Hải Sapa TV. Kèm theo đó là những lời cảnh báo về hậu quả mà YouTuber, TikToker Vũ Hoàng Hải có thể gặp phải khi đăng tải video này. Có thể thấy, hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi này. Tuy nhiên, đứng ở góc độ truyền thông đại chúng, việc Hải Sapa TV công khai quảng bá việc ăn thịt kỳ tôm có thể sẽ tạo ra những hiệu ứng tiêu cực đối với cộng đồng. Bởi trên thực tế, kênh Sapa TV có một lượng người xem lớn, những nội dung mà kênh này đăng tải chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ tới hành vi của người dùng mạng xã hội. Câu hỏi đặt ra là, việc Hải Sapa TV đăng tải video ăn thịt kỳ tôm liệu có khiến cộng đồng mạng học theo, cổ xí cho trào lưu ăn thịt động vật quý hiếm? Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, chị Hà Thị Tê, Hà Nội, bày tỏ sự bức xúc, tôi không đồng tình với việc Hải Sapa TV đăng video ăn thịt kỳ tôm. Dù sao đây cũng là một loại động vật trong sách đỏ mà Việt Nam đang muốn bảo tồn. Chỉ sợ video này sẽ trở thành trào lưu khiến nhiều người săn lùng loài vật này. Cùng quan điểm với chị Tê, chị Vũ Quỳnh, Phú Thọ, cho rằng càng là người nổi tiếng, việc chia sẻ các video mang tính nhạy cảm cần phải được cân nhắc. Sapa TV là kênh có nhiều lượt xem, tôi nghĩ rằng chủ kênh nên cân nhắc nội dung nào nên đăng, nội dung nào không nên đăng. Như việc ăn thịt kỳ tôm lần này rất có thể sẽ gây hiệu ứng tiêu cực trong cộng đồng mạng. Đã là động vật quý hiếm thì nên bảo vệ, không nên giết, mổ, ăn một cách tràn lan, chị Quỳnh nói. Có thể thấy, việc Hải Sapa TV đăng tải video ăn thịt kỳ tôm đã gây xôn xao cộng đồng mạng, để lại nhiều ý kiến trái chiều, tạo nên sự bức xúc trong dư luận. Thiết nghĩ, sau vụ việc này, Hải Sapa TV cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đầy đủ và có những hành động thiết thực để những nội dung được đăng tải trên Sapa TV không trở thành những xu hướng độc hại, gây ảnh hưởng tới hoạt động bảo vệ các loài động vật quý hiếm tại Việt Nam.